cả nhà ơi, cây bạc hà. Cái này là cây bạc hà cả nhà. Cái mùi nó mát, nó thanh, nó mát. Mà cái cây này là trồng là có tác dụng được nữa cả nhà. Bạn nào mà muốn thông mũi dò một lá là hửi vô là hít vô đó. Nó thanh mũi liền nè, dễ, rất là dễ trồng. Trồng như cây rau thơm, rau quế vậy. Cây này là cây mạng nhện.